Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Phan Văn Mãi vây đánh tàn quân của Phương Hằng. Như vậy là đã 3 tháng Phan Văn Mãi không khai thác được gì từ bà Nguyễn Phương Hằng nên cho giam thêm 2 tháng nữa. Rất có thể ông Phan Văn Mãi lượng giá được tình hình không khá hơn dù có gia hạn thêm 2 tháng. Trong 2 tháng gia hạn, nếu không khai thác được gì thì buộc ông Mãi phải thả bà Hằng theo đúng luật pháp quy định. Khủng bố tinh thần là chiêu mà chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường hay dùng mỗi khi họ bí đường. Đấy là hình thức ép cung và thực tế là như vậy. Ông Phan Văn Mãi cho bắt những người hỗ trợ bà Phương Hằng để khủng bố bà. Đây là hình ảnh vào ngày 26 tháng 6, ông Phan Văn Mãi cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều ông Đặng Anh Tuấn, cố vấn cho bà Phương Hằng lên làm việc. Trước đó, ông Quân đã từng tham gia nhiều buổi phát hình trực tiếp livestream với bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Đặng Anh Quân bị bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vy Oanh, và bà Đặng Thị Hàn Ni, tức là nhà báo Hàn Ni, tố giác về hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh, ông Đặng Anh Quân được biết đến với vai trò là cố vấn pháp lý cho bà Hằng tại các buổi phát hình livestream. Bà Hằng giới thiệu ông Quân có học vị tiến sĩ luật và đang công tác tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nên các buổi phát hình trực tiếp livestream của bà Hằng có ông Quân tham gia thu hút rất nhiều lượt người xem bình luận và chia sẻ, vì người xem muốn được biết quy định của pháp luật liên quan đến từng chủ đề livestream của bà Hằng. Tuy nhiên, trong các buổi livestream trực tiếp với bà Hằng, ông Quân không chia sẻ nhiều về các quan điểm pháp lý, hoặc nếu có cũng chỉ là những suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực hoặc kiểm chứng. Vào ngày 26, 25 tháng 6, ông Mãi cũng cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh câu lưu 3 người là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, đó là ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Mai Nhi. Ông Tân, bà Nhi, bà Hà đang bị nhiều người từng bị bà Hằng chỉ mặt đề nghị khởi tố. Vào thời gian 24 tháng 3 năm 2022, Công an của Đảng tại Sài Gòn đã đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, để điều tra hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, theo điều số 331 của Bộ Luật Hình sự. Đây là hình ảnh đánh tàn quân của bà Hằng. Phía cơ quan điều tra Công an đã thành phố đã xác định bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng mạng xã hội để tố cáo nhiều người chưa kiểm chứng liên quan đến đời tư của nhiều người khác, trong đó có sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Bà Hằng cũng nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn với bà, gây mất an ninh trật tự tại Sài Gòn và một số địa phương khác trong cả nước. Trước đó, bà Hằng được biết đến là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng Lò Vôi, một cựu đại biểu Quốc hội của Đảng Việt Cộng sản. Vợ chồng bà Hằng nổi tiếng là đại gia với rất nhiều đất đai và có số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Nhưng bắt đầu vào năm 2020, bà Hằng nổi tiếng trên mạng xã hội vì chửi và vạch mặt ông Võ Hoàng Yên với danh xưng là thần y. Sau đó, bà Hằng tố cáo một loạt nghệ sĩ cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện như Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, vân vân. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Và trước khi bị bắt vài ngày, bà Hằng đã chửi ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Sài Gòn, và là quan tham nhũng không có đạo đức, và tuyên bố không sợ ông Mãi. Việc bắt bà Hằng gây ra rất nhiều dư luận trái chiều, trong đó một bộ phận dư luận cho rằng công an nên làm rõ việc nhà cầm quyền đã bị xâm hại lợi ích gì ở đây. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dính chùm Nguyễn Thành Phong và Võ Văn Hoan nắm tay nhau nhảy vực. Nguyễn Thành Phong là một con người dĩ hòa vi quý. Ông Phong từ Bến Tre lên thành phố muốn thiết lập vây cánh mới thì ông chọn cách làm như vậy, chứ không phải là cách mạng mạnh tay. Cuối năm 2018, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thành Phong đã than thở: thanh tra khởi tố nhiều, làm cán bộ giảm năng động, chậm giải quyết hồ sơ hành chính. Ý ông là Trung ương ép xử lý nhiều thuộc hạ quá nên ai cũng sợ. Cũng vì chọn cách gây ảnh hưởng như thế mà phải trả giá.
Được lòng phía này thì mất lòng ở phía kia. Những ngày qua, dư luận đồn cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong bị kỷ luật cảnh cáo vì ký đề xuất tặng huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á. Và quả thật, đây là cái cớ để Nguyễn Phú Trọng ra tay với Nguyễn Thành Phong. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Thủ Thiêm, khu công nghệ cao, dự án Safari, khu đất 8-12 Lê Duẩn, 246 Hai Bà Trưng để đập và hàng loạt quan chức đã rơi rụng, trong đó có Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín, Trần Vĩnh Tuyến phải ngồi tù. Rồi những danh sách nối đuôi nhau và sắp tới rất có thể đương kim Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoan sẽ đến lượt. Theo một số nguồn tin cho biết, hiện nay ông Võ Văn Hoan và Nguyễn Thành Phong đang bị khui vụ án mới. Đó là vụ án dính đến sai phạm của công ty Thuận Việt. Võ Văn Hoan với Nguyễn Thành Phong là một cặp đôi ăn ý, cũng giống như Nguyễn Văn Đùa và Lê Thanh Hải trước đây. Lục lại sai phạm cũ, vào ngày 11 tháng 12 năm 2020, Võ Văn Hoan đã ký quyết định giao 27.393 m2 đất tại phường Bình Khánh cho công ty Thuận Việt, là đất ở tại khu đô thị, thời hạn sử dụng 50 năm. Sau đó Thuận Việt đem nộp tiền sử dụng đất 700 tỷ đồng, tức là 26 triệu đồng trên mỗi mét vuông, cùng phường với lô đất của Tân Hoàn Minh đấu thầu là 2,4 tỷ đồng trên mỗi mét vuông. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Hoan. Đây được xem là hành động chạy tội cho Thuận Việt và xóa dấu vết sai phạm cho những quan chức thành phố liên quan tới sai phạm này. Trước đó, Thuận Việt là nhà thầu xây dựng chung cư tái định cư 1.330 căn hộ theo phương thức BT. Không biết bằng cách nào Thuận Việt thay đổi thiết kế nhà tái định cư thành nhà ở thương mại. Đến đầu năm 2018, khi chưa hoàn thành, Thuận Việt đã giao bán với giá 70 triệu đồng trên mét vuông theo phương thức trả góp. Vietinbank bảo lãnh cho vay, khách đặt cọc cầm hợp đồng đến Vietinbank mới Thuận Việt không có cái gì để thế chấp cả. Vậy mà Thuận Việt vẫn lừa bán được 1.122 căn, có người nộp đến 90% giá trị vẫn không được giao nhà. Khi khách mua nhà, răng biểu ngữ khiếu kiện, Thuận Việt thanh minh rằng khi xây xong, thành phố không có tiền trả. Thuận Việt xin thành phố cho cấn trừ tiền xây dựng bằng 1.330 căn hộ tái định cư và xin chuyển dự án New City thành nhà ở thương mại. Bị áp lực khiếu kiện, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn là người bị dính sai phạm trong vụ án Lê Tấn Hùng, em của Lê Thanh Hải, cho thanh tra và xử phạt Thuận Việt vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 và đã trả lời báo chí rằng nguồn 1.330 căn của Thuận Việt nằm trong nguồn đất của Ban Quản lý Khu Đô thị Thủ Thiêm. Tuy nhiên, nhà nước chưa chi trả để mua lại quỹ nhà này. Do đó có thể khẳng định rằng dự án New City chưa đủ điều kiện để bán đấu giá. Ngoài ra, giá đất sẽ tính theo giá thị trường. Đây là hình ảnh Thuận Việt bán chui căn hộ. Đây sẽ là nơi chôn sự nghiệp của Nguyễn Thành Phong và Võ Văn Hoan. Việc làm này của Bí thư Trung ương quật lại rằng Thành phố Hồ Chí Minh đã thanh lý hợp đồng đấu thầu đầu tư xây dựng dự án 1.330 căn hộ tại New City Thủ Thiêm khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về giao đất là không đúng quy định tại Điều 118 Luật Đất đai năm 2013. Về sai phạm của Thuận Việt, nếu khui ra thì ông Võ Văn Hoan sẽ bị và người chịu trách nhiệm cao nhất đó là ông Nguyễn Thành Phong. Cũng theo thông tin riêng của Thời báo thì Võ Văn Hoan sẽ kéo về theo luôn cả Nguyễn Thành Phong và cả hai sẽ cùng nhau dâng xuống vực. Nếu nhẹ thì tước hết mọi chức vụ bổng lộc về hưu non, nếu nặng thì được khoác lên mình chiếc áo của Juventus nổi tiếng vào nhà tù làm bạn với Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long.